Chào các bạn ha. Hôm nay mình làm tiếp một cái video mới về phần upload và download cái chương trình HMI của một cái dòng Wintest ha. Thì mình có một cái màn hình HMI Wintest, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để lấy được cái chương trình HMI của Wintest này lên thông qua cổng Ethernet và download chương trình xuống như thế nào. Thì bây giờ mình có một cái màn hình, đang mở màn hình này là MT8101 IE, là con này là 10i MT8101 IE ha, 10i ha. Đây mình sẽ lấy cái chương trình này thôi. Thông qua cổng Ethernet. Thì để mà mình lấy được cái chương trình này lên nhé, đầu tiên các bạn cần xác định cho mình được một cái vấn đề, đó là cái địa chỉ IP của cái màn hình này. Với cái địa, để mình biết được cái địa chỉ IP của màn hình này như thế nào thì mình vào cái góc trái đây, click vô đây. Mình vào cái biểu tượng này. Nó sẽ ra cho mình cái IP của cái màn hình này. Hiện tại cái IP của màn hình nó có địa chỉ là 192.168.0.210 ha. Thì với cái địa chỉ IP đó, mình cần phải setting cái IP tĩnh trong máy tính của mình. Khi mình cắm cái giấc mạng vào á, thì nó sẽ hiển thị lên cái local area này này. Mình vào đây, mình vào property, chọn cái IP 4 ha. Ở đây á, cái địa chỉ mình đã set sẵn rồi. Các bạn nhớ là set cùng ba cái này giống nhau, và cái lớp cuối cùng này á, là phải khác đi. Trên HMI, trên HMI bây giờ là 210, còn bây giờ trên máy tính mình set là bằng 10 ha. Sau đó là mình bấm ok. Để mà upload và download được các cái chương trình HMI Wintest này á, thì mình cần phải có một cái phần mềm để lập trình con HMI này. Thì để mà sử dụng cái phần mềm ở đây mình sử dụng phần mềm XC Builder V6.6 V6.6 ha. XC Builder Pro này, mình vào cái các bạn nào mà chưa biết á, thì mình lên trang trên mạng mình gõ cái phần mềm HMI Wintest V6.6 thì các bạn tải về ha. Còn ở đây mình đã tải sẵn về rồi. Khi mình cài đặt xong thì nó sẽ ra cái biểu tượng là utility này. Hoặc là các bạn vào đây. Các bạn vào EC Builder, các bạn mở trực tiếp đây lên luôn. Còn khi vào EC utility thì nó sẽ go vô trong đó, nó có ba lựa chọn, mình sẽ lựa chọn cái EC Builder Pro này. Còn nếu mà các bạn vào trực tiếp đây thì các bạn mở trực tiếp vào đây lên. Mình sẽ khởi động cái phần mềm này ha. Rồi, cái trang này thì nó hỏi update thì mình tắt nó đi ha. Bây giờ mình tạo một cái màn hình mới. Mình tắt cái này luôn đi. Bây giờ mình upload lên đúng không? Bây giờ mình upload, tức là mình lấy cái chương trình từ từ HMI này lên máy tính của mình. Vậy thì để mà upload được thì mình vào đây. Chọn upload từ HMI đến máy tính này. Ở đây nó sẽ ra cho mình một cái bảng thông báo này. Thì ở đây mình có cái phần setting không nói rồi. Cái phần IP các bạn phải cài đúng cái địa chỉ IP trên máy. Trên HMI, trên HMI mình có địa chỉ là 192.168.0.210 thì mình cài giống như vậy. Sau đó là mình sẽ tìm cái nơi để mình lưu cái file mà mình nói đây. Ví dụ bây giờ mình lưu lên cái thư mục nào đó, ví dụ như ở trên cái OD mình đây.
sẽ tạo ra một cái folder là chương trình HMI test. Rồi. Rồi, sau đó là mình lựa chọn là upload ha. Là arrow bắt buộc. Kết nối hai và kiểm tra bắt buộc. Một chín hai một số tám không nhóm hai một không. Model hai vai. À, mình phải lựa chọn như đúng đó, model có cái mai hả? Đây, MT8101IE. Đang load lên này. Rồi, finish rồi này. Đó, nó tự động nó load là lên là finish rồi này, tức là đã hoàn thành rồi đó. Ok, lúc này khi mà mình load lên rồi á thì mình cần phải đi biên dịch nó ra, chứ nó chưa có file để mình mở được tiếp đâu. Mình vào file, mình vào đi command này, mình lựa chọn cái thư mục mà hồi nãy đây này, cái thư mục cái file này, nó mở lên này, nó lưu lên ở đây là HMI EXOB này. Mình tạo trong cái thư mục là chương trình HMI WinTest này, cái file nó đây, mình mở nó lên nha. Xong rồi cứ phần bắt buộc này cứ để im nhỉ, mình cầm lên nó đi để cho nó tự động nó mở lên cho nó biên dịch. Nó nói là chương trình đã được biên dịch hoàn thành á, bạn muốn mở lên thì mình yes để mở chương trình lên luôn đó. Như vậy là mình đã mở được cái chương trình này lên. Ví dụ như bây giờ mình chạy mô phỏng lên. Đây là phần mô phỏng mà. Như vậy là mình đã upload được cái chương trình lên trên máy tính của mình. Và bây giờ mình muốn, ví dụ như bây giờ mình muốn download cái chương trình này xuống lại với HMI thì mình cũng không có gì khó. Mình vào ở đây download này, từ PC sang HMI mình kích vào đây. Ở đây là cái địa chỉ IP mà mình kết trên HMI, mình đang kết nối này, mình đang kết nối cái địa chỉ HMI trên máy trên HMI của mình đó. Từ đây mình sẽ chọn download, lúc này nó sẽ tối cái màn hình đây và nó sẽ load cái màn load cái chương trình xuống này, download file, nó đang download xuống rồi. Finish này, chờ nó finish on cái là ok, on finish này. Như vậy là nó đã load được cái chương trình xuống lại dưới HMI rồi. Như vậy là phần upload và download chương trình HMI của WinTest cũng không có gì là phức tạp, cũng khá là đơn giản. Chủ yếu là mình có được cái phần mềm HMI này mình tải trên mạng rất là nhiều. Các bạn có thể vào trang BC247, các bạn tải cũng được. BC247, bạn vào tìm kiếm, bạn gõ là OST
Software WinTest này, gọi tìm kiếm ha. Ở đây nó sẽ có 3 phiên bản như mình V6.6, V6.5, V6.4 này, mình tải bản mới nhất này về ha. Mình vào đây này. Sau đó mình xuống cái file Google Driver, cái bản phiên bản này nó sẽ cho hỗ trợ Win 7 này, Win 8, Win 10, 11 này, rất là nhiều. Đây, đây là cái download, cái file download EC Builder Pro. Nếu bạn nào muốn download thì vào đây download. Cái bắt buộc nhớ khi download về giải nắng ra thì nó sẽ có cái bắt buộc là PC247.com ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Những trong cái kênh của mình thì cũng có khá nhiều cái video về làm về PC ôm rong cũng như HMI, thì các bạn nào có nhu cầu học tập hoặc là muốn liên hệ mình để làm đồ án hoặc là viết chương trình PC rồi thì theo cái số Zalo của mình ở phía dưới này ha. Mỗi video mình đều có cái số Zalo của mình ở phía dưới này. Đây, số Zalo của mình. Hoặc là gọi điện thoại cho mình bất cứ lúc nào cũng được. Servo à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Cái bộ servo rất là đẹp.